An nhân, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Ca Long. Lại là mình, Kim Pi đây. Chắc hẳn đối với những tín đồ sổ bút thì cái tên Bullet Journal đã rất quen thuộc rồi đúng không? Nhưng có một sự thật rằng để làm bujo, chúng ta có tỉ tỉ layout đa dạng có thể khám phá và ứng dụng. Vậy thì liệu mọi người đã biết hết về các layout đó chưa nhỉ? Nếu câu trả lời là chưa thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu liền thôi. Hôm nay, mình chọn cho bản thân một em binder của nhà Ca Long. Em này có mã số 994, file nhựa kẹp còng A5, mang thiết kế lịch sự, hơi hướng tối giản với bìa ngoài trơn, chống bám bẩn. Binder cầm sắt với 6 vòng ring, đi kèm với 100 tờ giấy caro có sẵn, với định lượng 120 GSM. Vẫn như mọi khi, Ca Long lại đốn tim cùng chất giấy trơn, láng, mịn và chống thấm mực. Họa tiết giấy caro không trải kín trang, thoáng đãng và giúp định hình tư duy bố cục dễ dàng hơn nữa đó. Ngoài ra, binder có dây dàng cố định để giữ binder được gọn gàng hơn nè. Trước khi đi vào thế giới của bujo, chúng mình cần hiểu bujo là gì đã đúng không? Bullet Journal ra đời như một đứa con của nhà thiết kế web Ryder Caron, dựa trên các ghi chép hàng ngày của ông. Từ đó về sau, bujo được biết đến như một phương pháp quản lý bản thân thông qua ghi chép. Độ phổ biến của em nó thì không cần phải bàn rồi, vì đối với bất kể ngành nghề hay độ tuổi nào, đây cũng là công cụ để theo dõi và phát triển bản thân thuận tiện, hiệu quả mà chúng ta nên biết đến. Thông thường, bujo sẽ được xây dựng trên các tháng trong một năm. Chính vì vậy, cover page là trang bìa giúp ngăn cách và phân biệt với các tháng khác trong cuốn sổ, mở ra một khởi đầu mới và định hình phong cách bujo riêng biệt của tháng đó. Để có một trang cover page xinh xắn thì không hề khó đâu nha. Trước hết, hãy xác định xem sự kiện chính hay đặc điểm nổi bật của tháng đó là gì. Sau đó ý tưởng sẽ tuôn trào thôi. Ví dụ, khi làm bujo cho tháng 1, chủ đề mà nhiều bạn nghĩ tới có thể là hoa đào xuân. Tương tự như vậy, kỳ nghỉ hè với sắc xanh của biển có thể là theme chủ đạo cho tháng 6. Hay tháng 9 thì có rằm trung thu. Và tháng 12 thì có sắc đỏ của ngày lễ Giáng sinh. Monthly log cũng là một layout không kém phần quan trọng so với cover page. Đây là trang nhật ký vắn tắt của cả tháng, nhằm mục đích tổng quan tình hình, công việc chính, sự kiện quan trọng cũng như mục tiêu đề ra của thời gian đó. Layout monthly log phổ biến nhất là khung kẻ theo dạng lịch ô, với sự kiện và công việc ghi chú ngắn gọn trong các ô tương ứng với các ngày để thuận tiện trong việc theo dõi, kiểm soát công việc. Có thể highlight ngày quan trọng để làm nổi bật hơn nữa nha. Nào cũng vậy, đều có những thói quen như chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần mà chúng mình muốn ghi lại để xem có thực hiện đều đặn không. Mỗi khi như vậy thì quả là uổng phí nếu bạn không biết đến công cụ thiết lập và theo dõi thói quen như Layout Habit Tracker. Đối với mỗi thói quen, chúng ta có thể kẻ kèm theo một khung lịch mini. Ngày nào thực hiện thói quen đó, mình sẽ đánh dấu tích vào ô tương tự
Cứ thế cho đến khi hết tháng, chúng mình sẽ xem lại đã làm được những gì, liệu bản thân đã chăm chỉ chưa, ai vẫn còn lười biếng và cần cố gắng hơn nữa. Khởi động sương sương với các layout phổ biến, bây giờ là tới khúc mới lạ rồi nè. Đã bao giờ bạn set up trang bio của mình nhưng lại căn đo nhầm khoảng cách khiến bố cục bị lệch chưa? Vậy thì câu hỏi đặt ra là, để khắc phục tình trạng giờ khóc giờ cười này, chúng ta có thể làm gì nhỉ? Đừng vội vã nghĩ đến cầm ke ke thước kẻ và máy tính cộng trừ nha, vì chúng siêu mất thời gian và sai một ly đi một dặm luôn đó. Nên đây chính là lý do mà GridKai ra đời đấy. Về cơ bản, đây là chiếc thước kẻ phi truyền thống của cuốn sổ, là công cụ đo lường, giúp chúng ta định hình kích thước các phần bố cục trong bujo, chia trang giấy thành các phần tương đương một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Để có một trang GridKai siêu hữu ích, trước hết bạn chỉ cần đếm số ô vuông theo chiều dọc và chiều ngang. Thông thường, kích thước một ô vuông sẽ rơi vào 0,5cm. Sau đó, hãy vẽ các đường kẻ xác định, phân chia trang sổ thành các kích thước phổ biến như một nửa, 1/3, 1/4 hoặc các kích thước khác tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng cụ thể của mỗi người nhé. Đối với mỗi kích thước, mình sẽ sử dụng một bút màu khác nhau để phân biệt. Như thường lệ, trang đầu tiên của bujo sẽ được dành ra để làm bảng chú thích các ký hiệu thường dùng, ví dụ như dấu tích biểu hiện đã hoàn thành, dấu tròn cho thấy công việc còn đang dang dở, đó chính là key page. Nó giống như một bảng thuật ngữ của bullet journal, giúp quản lý, phân loại các sự kiện, mức độ hoàn thành hay tiến độ công việc một cách rõ ràng, thuận tiện để theo dõi lịch trình sau này. Không cần quá phức tạp, bạn chỉ cần trang trí tiêu đề, sau đó liệt kê những ký hiệu, biểu tượng mà bạn sẽ dùng trong các trang sổ tiếp theo là xong. Có bao giờ các bạn cảm thấy rất rối não vì ý tưởng cứ ào đến một lúc không theo trật tự nào chưa? Để ý tưởng cứ tuôn trào mãi thì có khi chúng ta sẽ quên mất nên nhất định cần phải ghi chép xuống để ghi nhớ đúng không? Đó cũng chính là trang brain dump trong bujo, khi một loạt ý tưởng ngẫu nhiên trong đầu chúng ta được chuyển xuống trang giấy. Brain dump giúp giảm bớt tình trạng lộn xộn trong tâm trí, cụ thể hóa thông tin, từ đó tổ chức lại thông tin theo mạch logic và thuần tự hơn. Như vậy, đoàn tàu Ca Long khám phá miền đất Bullet Journal đã đi qua 6 địa điểm và chuẩn bị cập bến rồi. Chúng mình hy vọng đã mở ra những chân trời mới mẻ hơn với mọi người, vì bujo là một lĩnh vực rất rộng lớn và còn rất nhiều điều chờ đợi để khám phá đó. Tới đây, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên like, share, subscribe kênh của chúng mình để xem có điều gì thú vị đang chờ đợi mọi người phía trước nha. Bye bye!